ăn cơm chôm thái tại vườn ha. Hay à? Không nghe hả? Hay à? Đi xuống sân qua đây. Xuống sân quay xuống sân. Xuống sân tự nhìn đi. Xuống sân phải ngồi qua một góc này. Dạ thấy rồi. Thấy không? Ngồi lén lén bụng xíu. Mệt quá. Đó, ngon lắm nè. Quá ngon luôn. Ngọt nghe không? Ê, sao không ai leo lên đó bà? À. Mày leo tao giờ tao mệt quá. Giờ hết siêu quách leo rồi hả? Bảo lên ông Bảo. Mày leo rồi. Lên bẻ rồi. Bẻ nẻ không? Đây. Trời ơi quá trời luôn. Nhiều quá. Quay Bảo lên cây rồi. Quay Bảo leo rồi. Rồi, Khải leo cây cho anh tới rồi. Cái này dễ leo lắm. À. Ở quay em. Nó bẻ vậy nha. Cái nó bẻ quên vậy. Đó. Hái được gì rồi, hái xuống. Trời hái kiểu này chắc đói quá Thái. Hả? Hái kiểu này mình đem bán chắc đói. Lâu lâu mới được phải không? Bảo nè. Bảo đang hái chôm chôm đây.